chồng con xin kính chào tất cả các bác ạ. Con rất là cảm ơn các bác khi hôm nay đã đến đây một cái bữa tiệc này rất là đông đủ. Và chắc chắn là các bác đã dành tình cảm rất là nhiều luôn thì mới có thể đến đây tham gia để gặp mặt chúng con như thế này được. Thì con rất cảm ơn điều đó. Đáng lý ra là cái tiệc mà lễ báo hỷ này của chúng con sẽ được tổ chức cách đây sẽ rất là lâu rồi. Nhưng cũng bởi vì là đại dịch Covid-19 thì mọi thứ nó cũng bị hoãn đi nhiều. Và đến hôm nay, đến ngày hôm nay thì con mới có thể trân trọng được mời các bác đến đây để chung vui cùng chúng con. Con rất là cảm ơn cái tình cảm tuyệt vời của các bác dành cho vợ chồng chúng con ạ. Đã 5 năm rồi thì Hồng Quân và Kỳ Hân chuyển một bước ngoặt định cư tại châu Âu. Và ngày hôm nay, ngày 15 tháng 10, một cái mốc son mà Hồng Quân và Kỳ Hân cùng với gia đình ra mắt các bác anh các chị tại Praha. Ngoài đá bóng ra còn đẹp trai nữa. Và đẹp trai đó là lý do mà em đến với lại Sóc Trăng đúng không nhỉ? Không, đẹp trai là lý do Sóc Trăng ra tận Hà Nội chứ anh. À ha. Đấy, ngày hôm nay trong cái lễ báo hỷ tại Praha 5 năm sau mới kể thật là đẹp trai đó là lý do Sóc Trăng bay ra đến tận Hà Nội. Điều này có thật không nhỉ? Mời Kỳ Hân. Cháu ở Sóc Trăng còn chồng cháu ở Hà Nội thì một cái khoảng đường nó cũng khá là xa, coi như là gần đầu và cuối bản đồ. Thì mọi người cũng rất là thắc mắc, mọi người không hiểu là xa như vậy tại sao có thể mà đến được với nhau và đứng cùng nhau ở đây ngày hôm nay. Thì thực ra thì cái đấy gọi là con đường đến từ trái tim ạ.